Thì Hà xin phép được chia sẻ với nhà mình. Bởi vì trước đây là Hà cũng trong cái hoàn cảnh là chồng không ủng hộ và thậm chí là phản đối rất là kịch liệt ấy. Thì không biết là ở đây nhà mình có cô chú anh chị em nào cũng đang trong cái tình trạng là có người thân gia đình mình gọi là phản đối. Có thể là vợ này, chồng, hay là có những các bác, các cô chú thì còn con phản đối. Đấy, hay là những người thân xung quanh. Thì nhà mình comment số 1 giúp em nhé. Ai cũng ở trong cái hoàn cảnh là bị phản đối đấy. Thì nhà mình comment giúp em số 1 nhé, để chúng ta đồng cảm với nhau nhé. Ok, đây cũng có rất là nhiều, rất rất nhiều luôn. Ok, cảm ơn cả nhà mình nhá. Thế thì với em thì ban đầu là chồng em phản đối. Chồng em phản đối rất là gay gắt. Thì nhà mình hình dung là khi mà mình bị phản đối ấy, thì mình phải có thứ tự nhé. Lúc đấy em cũng gọi là lập kế hoạch đấy, tức là làm thế nào mà tại sao người ta lại phản đối mình, tức là mình cũng phải hơi tư duy một chút cả nhà. Đấy, có những người nếu như mình phản ứng gay gắt quá là mình cũng sẽ hỏng việc đấy. Nhưng mà rất là may là lúc đấy chắc là em cũng được đọc ở đâu đấy hoặc là học ở đâu đấy, thì em cũng thực hiện theo một cái đấy là đầu tiên mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân, mình sẽ hỏi tại sao chồng mình lại phản đối mình nhỉ. Đấy, bởi vì mình làm thêm, mục đích của mình cũng là muốn mang lại cái kinh tế cho gia đình của mình này, tôi cũng muốn mang lại một cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái của mình đó. Bố mẹ của mình tại sao lại như vậy, lại phản đối mình? Thì lúc đấy em bắt đầu em suy nghĩ, thì em cũng tìm ra được một cái, đấy là chồng mình phản đối mình chắc chắn là lúc đấy em biết là chồng em là sợ công ty của mình đa cấp và có một cái gì đó rất là coi thường ấy, rất là coi thường Oriflame, bởi vì sợ đa cấp rồi sợ lừa đảo này, sợ mình không thành công, rồi cũng sợ mình là làm thì vất vả này, xong rồi mình bỏ bê con cái, mình cuộc sống gia đình của mình nó đảo lộn, rồi nhỡ mình không thành công thì sao? Đấy, tức là rất nhiều nguyên nhân. Rồi là nhỡ là kiểu gia đình hay là hàng xóm hay mọi người xung quanh lại coi thường mình, bởi vì làm một cái công việc đa cấp, rồi là online trên mạng hay gì đấy nó không đảm bảo uy tín. Và không phải một mình chồng em đâu, mà cả bố mẹ hai bên của em. Mẹ đẻ của em thì nói một câu mà lúc đấy kiểu như là rơm rớm nước mắt ấy. Nó kiểu là mẹ em đi, ở đấy mẹ em có bán hàng kinh doanh ở Nghĩa Tân, Hà Nội. Thì mẹ em bảo là người ta bảo con cái gì mà học ngoại thương hay làm gì mà đi bán hàng online, công việc tầm thường. Tức là nói những cái câu ý tưởng làm gì mà bây giờ làm công việc đấy. Thì mẹ em cũng rơm rơm nước mắt, mà khi mà nói với mình cũng có một chút gì đấy mình rất là chạnh lòng. Đấy, kiểu như bị tổn thương ấy. Không biết nhà mình có ai bị như vậy không? Đấy. Rồi bắt đầu bố chồng em, rồi anh trai chồng cũng nói những câu mà nó rất là động chạm. Rồi anh trai chồng bảo cái gì mà vợ con thì bây giờ 8 tháng, hay là lúc đấy bạn đầu nhà em 8 tháng, sao không đi làm cái công việc gì mà cứ ngồi nhà xong rồi bấm bấm điện thoại. Đấy, rất là nhiều cái câu mà nó rất là động đến lòng tự ái luôn ấy. Thế thế nhưng mà lúc đấy thì mình xác định như này, ai là cái người quan trọng nhất? Vì thực ra lúc đấy là chồng mình mới là người, mặc dù rất nhiều những lời phản đối xung quanh, thì mình xác định luôn là bây giờ ai là cái đối tượng mà mình cần phải giải quyết đầu tiên. Đấy, không phải lan man mất thời gian đấy, thích quá nhiều cho mọi người. Thì lúc đấy em chọn cách là em im lặng, em im lặng với mọi người, và em chỉ gọi là chưa cần giải thích nhiều với những người xung quanh, mà lúc đấy là chồng mình cần phải giải thích đầu tiên. Thì lúc đấy mình bắt đầu mình lại theo cái nghệ thuật mình được học ở Ori rồi, đấy là đồng cảm, bạn bàn bán. Đấy, mình đã hiểu rồi, mình bắt đầu mình phân tích. Thì lúc đấy em bảo là em rất là hiểu cái lý do mà tại sao anh lại gay gắt và anh không muốn cho em làm Ori. Thế thì em chỉ thôi, lúc lúc đấy mình cũng phải tìm cái lúc mà đang dịu dịu rồi. Đấy, lúc nào là gọi là cảm xúc phải đang bình ổn rồi thì bắt đầu mình mới phân tích. Và anh ơi, em thì em nghĩ như này, biết vì sao anh lại không muốn cho em làm Ori? Thì thứ nhất đấy là mình cũng lại nói lại những cái như vừa nãy mình đã phân tích ấy. Em anh sợ là em bị lừa này, sợ công ty đa cấp này, rồi sợ em vất vả, sợ không bỏ bê con cái, bỏ bê gia đình, rồi là sợ em không thành công, vân vân. Là mình cũng đúng không? Đấy, là mình phải nói những cái mà chồng mình phải gật đầu một cái. Đấy, thì lúc đấy chồng em cũng im lặng. Thì em cũng nghĩ là thế đúng rồi đấy. Là mình từng bước. Thế xong bắt đầu mình phân tích. Thì thật ra lúc đầu em cũng như thế. Em đã xác định là ngày xưa sinh viên em làm Ori và em nghỉ là em nghĩ là không bao giờ em làm nữa rồi. Đấy. Thế nhưng tại sao mà em lại quay trở lại? Bởi vì em đã tìm hiểu rất là kỹ. Thì lúc đấy mình bắt đầu mình kể ra, tức khi chồng mình đã im lặng và đồng ý nghe mình nói rồi. Đấy, mình phải có sự đồng cảm. Thì cái này em cũng đã từng hướng dẫn một chị nhóm của em. Không biết hôm nay chị có trong Zoom không? Thì chị là chị quê ở Phú Thọ. Chị Hiền. Thì chồng chị cũng rất là gay gắt, thậm chí là đập điện thoại hay là có những cái gì nó rất là ghê gớm. Và chị cứ mỗi lần mà ở nhà là mà có chồng ấy là chị phải trốn trốn đi chỗ khác, và thậm chí là tắt luôn điện thoại. Hai chị em đang nói chuyện là chị tắt luôn điện thoại.
Rồi lúc nào trong hoàn cảnh mà gọi điện thì bật camera thấy tối lù lù, tại vì chị tắt đèn, như kiểu chị tránh không muốn cho chồng biết là như nào đấy ấy. Thì em thấy nó cứ chui lủi như vậy, rất là khổ. Đấy thì em bắt đầu em cũng kể lại chính cái câu chuyện của em như ngày hôm nay em kể với nhà mình. Và em thấy là chị đã vượt qua được nhờ vào cách đó. Thế là mình cũng ngồi lại với chồng. Đấy, là anh ơi, mình cũng phải hiểu được những cái lý do mà chồng mình phản đối mình. Đó, thì đây là cái mà em thấy nhà mình hãy áp dụng với chồng của mình hoặc là vợ mình hoặc là con cái của mình. Đấy, nếu các bác cô chú làm và bị con cái phản đối. Đấy, thì mình cũng làm như vậy, mình phải tìm hiểu nguyên nhân. Thì bắt đầu sau khi mình nói như vậy rồi thì chồng mình đã lắng nghe mình rồi. Đấy, thì bắt đầu mình mới gọi là bàn đấy. Bàn với nhau thì mình bắt đầu mình nói là thì em thấy là sao bây giờ cái cuộc sống gia đình của mình như này nó không ổn, thế là một mình anh như thế anh mình phải lại phải nói phải khen chồng mình là anh vất vả, anh lo lắng kinh tế, anh đi làm như thế rất là vất vả đấy, mà em thấy như thế em cũng cũng cảm thấy không yên tâm, thì cũng muốn là mình có thể đóng góp một cái phần nào sức của mình, mặc dù bây giờ thời gian của em rất là ít, phải chăm con, có khi là lúc đấy là không chăm con cũng hết cả ngày luôn nhá. Đấy, thế đằng nào thời gian nó cũng trôi qua. Thế thì em nghĩ là em tìm hiểu công việc này nó không ảnh hưởng đến cuộc sống đâu, chỉ dành ra khoảng 2 đến 3 tiếng một ngày. Đấy, hoặc là 1 đến 2 tiếng một ngày thôi. Không đảo lộn gì cuộc sống gia đình, mà thậm chí là nó rất là tốt, lúc đấy là cơ hội để mình PR nhiều hơn về Oriflame. PR về cái tổ chức S21 của mình. Hồi đấy là sao không mắc, bây giờ là S21 thì PR thứ nhất nhá. Mình lần lượt mình đi theo thứ tự. Đấy, sản phẩm thì rất là chất lượng. Đấy, từ những cái kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm cho đến gọi là những sản phẩm về dinh dưỡng giúp cho mọi người như thế nào, mình PR qua một vài câu. Thế sau đó mình lại nói tiếp đến cái việc là mình được học phát triển bản thân, thì chắc chắn là gia đình của mình nó sẽ êm ấm hòa thuận hơn. Dù anh thấy trước đây em cũng hay vợ chồng cãi vã rồi tranh luận vân vân, nhưng mà bây giờ em làm Ori là em cũng thay đổi hoàn thiện bản thân mình hơn, em sẽ không không có những cái cải thiện dần những cái tính cách đấy. Đấy, không có nóng nảy và không có những cái việc như thế kia. Đấy là mình cũng nói được về cái chiều hướng sẽ phát triển, rồi mình cũng nói là có thêm được vài ba triệu thì cũng đỡ cho kinh tế của gia đình mình, và hai nữa là em thì cũng không dừng lại mục tiêu đấy, em cũng mong muốn là dần dần mình lên 21 mình có thu nhập 10 triệu rồi, xa hơn nữa là mình cũng muốn là mình trở thành diamond, mình có cái cuộc sống gia đình, dù có nhà hay là mặc dù là có nhà của bố mẹ đã có từ trước rồi cho mình, nhưng mình muốn là tự có một cái ngôi nhà do của mình này, rồi là mình cũng muốn có xe hơi đi đó đây vân vân. Thế là chồng em lúc đầu cũng bĩu môi kinh lắm bảo là làm gì có cái chuyện đấy, rồi là em anh chỉ mong em có được vài ba triệu là may lắm rồi, là không không xa xôi ấy. Xong bảo anh cứ tin đi, em có những cái mơ ước là em tin là tương lai em làm được. Xong anh ấy còn chốt lại một câu là rồi thế thì kiểu sau khi mà nghe mình nói rất là nhiều rồi, chốt lại một câu là sau khoảng 6 năm, 6 năm mà làm mà không diamond thì tốt nhất là nghỉ đi. Đấy, cũng rất là may là trước 5 năm là cũng đạt diamond rồi. Đấy, thì đấy là những cái mà nó cũng vừa là rất là gay gắt và trải qua nhiều thời kỳ xong rồi cũng các thứ. Đấy thì em tổng kết lại với nhà mình như vậy. Nhà mình hãy thứ nhất là hiểu được cái lý do tại sao người thân mình phản đối. Mình viết ra những cái lý do. Sau đó mình đồng cảm. Đấy, mình làm bạn. Đấy, hoặc là ví dụ như em rất hiểu vợ thì bảo là anh rất là hiểu em vì sao anh như này kia, thế sợ mình mới nhắn tin rồi nhớ lại có việc gì đấy linh tinh chẳng hạn thì mình cũng phải giải thích đúng không ạ? Đấy, rồi mình cũng phải đồng cảm, mình bạn bạn bán và cái cuộc sống gia đình của mình nó sẽ thay đổi như thế nào. Đấy, PR thật là nhiều, chuẩn những cái về Oriflame, về tổ chức S21 của mình. Đấy, rất là nhiều người đã thành công. Mình có thể lấy tấm gương các bảo trợ của mình. Lúc đấy em cũng lấy tấm gương rất là nhiều bảo trợ của mình và các bạn bè rồi là anh chị em ở Ori thành công. Đấy, mình phải lấy những cái tấm gương thành công ra, tức là người thân hay là vợ chồng con cái của mình cũng giống như là gọi là ứng viên của mình ấy. Đấy, cũng giống như khách hàng của mình ấy, mình cũng phải áp dụng những cái nghệ thuật đấy, bí quyết đấy. Và một cái thực tế là trong gia đình của mình cũng phải chuẩn chỉnh hơn nhá, tại vì em cũng thấy trong hệ thống của em có những chị em ví dụ như là chồng hay là có rất nhiều chị em chồng hay là người thân nhắn tin cho em đấy, thì em cũng nhận được và em thấy là thực ra ấy, cái đầu tiên mình trong gia đình của mình nó phải yên ấm. Đấy, mình phải đừng có cãi vã gì cả, và mình cũng biết là cái tính cách của chồng con gia đình mình nóng nảy hoặc như nào đấy mình phải lựa đi. Ví dụ như là em thấy có những chị mà suốt ngày bấm bấm điện thoại, nấu cơm thì để quên cả không bật nút, và là em cũng thấy có những người chồng phản phản ứng gọi là gửi cho em những cái phản hồi như thế, nào là suốt ngày cầm cái điện thoại, cơm thì không bật nút, đói ơi là đói, về nhà thì không có cơm để ăn. Thế rồi là nhà cửa thì suốt ngày lộn xộn bề bộn rồi không dọn dẹp hay là gì gì đấy. Đại loại là mình hãy chuẩn chỉnh ngay từ những cái đó trong gia đình đi, thì mình cứ ổn ổn những cái đấy thì chẳng có người chồng nào phản đối mình đâu, hoặc là tương tự những người vợ mà phản đối thì chồng cũng xem xét lại xem là mình có cái gì nó tệ quá mình phải thay đổi đi, cải thiện dần dần thì bắt đầu người ta cũng thấy là ừ mình có sự thay đổi thật.
hay là ví dụ như ông bà thấy là ông bà là tấm gương cho các con cháu đấy, ví dụ như là bây giờ thì đằng nào mà ví dụ bố mẹ không làm thời gian nó trôi qua, nhưng thì bây giờ bố mẹ vẫn ở nhà, con cháu là tấm gương, ví dụ mình tự nhiên đọc sách phát triển bản thân. Cái này hôm trước bảo trợ Đăng Linh cũng truyền cảm hứng đấy, tự nhiên mình là bố là mẹ mình cầm cái quyển sách mình đọc rồi mình cũng chuẩn chỉnh trong mọi cái hành vi trong gia đình của mình, thì đương nhiên là gia đình của mình tốt đẹp hơn thì không có ai phản đối mình đâu cả nhà, và thu nhập của mình em thấy là cái thứ tư nó rất là quan trọng, đấy là cái việc là mình phải nỗ lực hết mình để mình gặt hái thành công tại Ori, thì đấy là một cái mà lời hứa và nó thành hiện thực chứ không phải chỉ mình hứa hứa suông đâu đấy, thì lúc đấy em cũng thực hiện đúng nhá, sau 3 tháng là em lên 21%, thì thực ra chồng em cũng bất ngờ đấy, mặc dù sau đấy là công việc của em nó cũng có những lúc nó đi xuống, thậm chí có những giai đoạn nó chỉ có 12 đến 15, lúc đấy cũng lại căng thẳng đấy, tức là chồng em ở đấy rồi tưởng thế nào thế này kia cũng nói, xong rồi có những giai đoạn là chồng lại bị tai nạn này, rồi gia đình cũng có những việc nó rất là khó khăn đấy, nhưng mà mình cũng lại phải lựa đi và mình cũng phải kinh tế gia đình, rồi là mình cũng phải chu toàn trong cái việc chăm sóc con cái, rồi gia đình của mình nó hài hòa, thì cũng bắt đầu mình lại phát triển bản thân, công việc mình nó đi đi lên đấy, và mình cũng lần lượt mình quay lại 21 này, rồi mình có chân tách, rồi mình gold, rồi mình diamond, thì đương nhiên là lúc đấy gia đình của mình không những là chồng mình mà tất cả gia đình của mình không ai nói một cái gì nữa. Và em cũng có một cái rất là hài hước đấy, là một người đấy là anh trai của chồng ngày xưa nói như vậy nhá, thế mà bây giờ đi đâu anh trai mà cứ kiểu cứ thấy công việc của mình phát triển thì tự nhiên là khen ngay đấy, và bảo là Ori rất là chất lượng, sản phẩm rất là các thứ, em nó mở rộng công việc, tức là mình thấy bây giờ đổi ngược lại hoàn toàn so với cái lúc mà em làm Ori. Bố mẹ đẻ bố mẹ chồng của em đi đâu cũng khen Oriflame sản phẩm chất lượng, rồi là công việc kinh doanh tốt, và bắt đầu mở rộng thu hút những cái người khách hàng ứng viên đến với cả hệ thống của mình hơn, chồng của mình cũng rất là tự hào đó. Thì đấy là những cái chia sẻ của em nhà mình, hãy biến những cái phản đối, những cái từ chối thành cái cơ hội để mình hoàn thiện bản thân mình, thay đổi và giúp cho cuộc sống gia đình mình tốt đẹp hơn, cũng như là lại biến tất cả thành viên gia đình của mình lại hỗ trợ đắc lực cho mình hơn. Như bà chồng của em ngày xưa là cũng không có hỗ trợ gì đâu, nhưng mà đến bây giờ thì lại cũng về sớm hơn, chăm con rồi hỗ trợ cho mình để mình có một cái thời gian để mình phát triển công việc hơn. Đấy, thì nhà mình hãy tự tin nhé, ai mà trong cái hoàn cảnh bị từ chối, bị phản đối gì đấy, mình cũng cứ tự tin là nhất định là có cách, và thậm chí còn tốt hơn nhé. Đó, cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe nhé. Hay.